Ô cứng đầy hết rồi. Đâu? Ba cái đồ quỷ này, có gì đâu mà lo. Bởi vì Toshiba vừa tung ra thị trường hàng loạt những ổ cứng có dung lượng lớn, trong đó đáng chú ý là ổ cứng 12TB, 14TB và 16TB đang nằm trên bàn mình đây, với dung lượng lớn hơn 33% so với ổ 12T hay là 14% so với ổ 14T trước đây. Và đây là dòng sản phẩm phù hợp cho nhu cầu đọc hoặc là ghi dữ liệu hỗn hợp. Và đây cũng là thế hệ thứ 2 của dòng ổ cứng sử dụng công nghệ khí helium và thế hệ thứ 8 của gia đình ổ cứng chuyên dụng dành cho server. Phiên bản 16TB sẽ có đến 9 đĩa từ hoạt động cùng lúc với nhau, tốc độ cơ bản sẽ là 7.200 vòng quay trên phút. Và nhà sản xuất thì còn đảm bảo là mức độ đọc ghi dữ liệu lên đến là 550TB một năm và 2,5 triệu giờ hoạt động. Và các thông số khác cơ bản sẽ như sau là 512MB bộ nhớ đệm, giao tiếp hai lựa chọn là SATA và SAS, và cuối cùng đó chính là chuẩn ổ cứng 3,5 inch truyền thống. Ngoài ra cũng có dòng có dung lượng là 16TB và công nghệ hàn kín khí helium nhưng mà được điều chỉnh lại để phù hợp hơn với các nhu cầu của người dùng, như là dòng N300 đây mình đang cầm trên tay sẽ dành cho các thiết bị NAS, tức là ổ lưu trữ mạng, hay là dòng X300 là dòng performance hướng đến những PC gaming hoặc là workstation, máy chạm làm việc. Và ổ N300 16TB được thiết kế để vận hành 24/7, chịu tải là 180TB một năm và phù hợp cho các thiết bị NAS dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là những studio như là Techmark đây, và có thể hỗ trợ kết nối 8 ổ hoạt động cùng một lúc, nâng tổng dung lượng lên cho một thiết bị lưu trữ lên tới là 128TB. Và cảm biến rung động cũng được tích hợp nhằm để đảm bảo thiết bị sẽ vận hành êm ái nhất và giúp cho dữ liệu của bạn an toàn nhất. Trong khi đó thì dòng X300 được thiết kế hướng đến những người dùng cần tối ưu về tốc độ đọc và ghi dữ liệu ở mức độ nhanh nhạy hơn, và thuật toán firmware đã được Toshiba tối ưu để kết hợp với bộ nhớ đệm lớn hơn sẽ mang đến những trải nghiệm tốt hơn song hành với tốc độ lưu trữ lớn. Ngoài ra, nếu như các bạn cảm thấy là dung lượng 14TB hay là 16TB vẫn chưa thể nào đáp ứng được hết nhu cầu của các bạn thì các bạn hoặc là các doanh nghiệp có thể kết hợp ổ cứng Toshiba với các dòng sản phẩm chuyên lưu trữ NAS của Synology. Đây trên màn mình đây. Và các dòng sản phẩm Nasnology này thường tương thích với những thế hệ ổ cứng công nghệ Heli có dung lượng rất rất lớn. Đây, ở đây thì các bạn có thể thấy. Cách đây vài năm thì chuyện mở rộng thêm dung lượng lưu trữ cho các thiết bị NAS từ nhiều thương hiệu là một chuyện rất là khó khăn hoặc là bất khả thi. Nhưng mà với thế hệ OS mới của riêng mình, Synology đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và tổng chi phí vận hành hệ thống hoặc là sản phẩm sẽ giảm mạnh. Với những người dùng không chuyên về kỹ thuật thì cũng có thể dễ dàng gắn một ổ cứng 16T với công nghệ khí Heli đóng kín với thiết bị NAS Synology. Mình sẽ thao tác cho các bạn xem. Và đây chính là ổ NAS Synology. Và ở mặt này các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có 4 ngăn. 4 ngăn này tương ứng với việc là chúng ta có thể lắp 4 ổ cứng của Toshiba vào trong đây. Mình sẽ thao tác cho các bạn xem nha. Ở đây thì chúng ta sẽ mở một ngăn ra trước. Để có thể lắp được ổ cứng này vào thì chúng ta phải mở hai cái nắp ở hai bên cạnh này ra. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thử lắp một ổ này đi. Với mỗi ổ cứng như thế này thì chúng ta sẽ có một bên là có chứa cổng kết nối và một bên này thì không có. Với bên không có cổng kết nối thì chúng ta sẽ đặt ở hướng vào trong. Và mặt có cổng kết nối thì chúng ta hướng ra ngoài. Ở những cái cạnh này thì chúng ta sẽ có những cái lỗ tương ứng với việc là chúng ta sẽ đậy nắp cố định lại giữa ổ cứng cùng với phần khung này. Cho nên là các bạn phải đảm bảo là nó sẽ tương thích với nhau. Đây, mình sẽ đậy nắp lại. Và việc cuối cùng là chúng ta đẩy ổ cứng này vào trong đây là xong. Rất là đơn giản, với những người không có biết nhiều về chuyên môn kỹ thuật chúng ta cũng có thể lắp cái ổ cứng này vào. Và nếu như gắn hai ổ 16T vào thiết bị NAS Synology này thì tổng dung lượng có thể sử dụng lên tới là 32TB. Wow. Ngoài khả năng tương thích các phần cứng mới nhất dễ dàng hơn thì việc bảo mật cũng sẽ được nâng cao hơn, rất khó bị tình trạng virus lan nhanh qua mạng nội bộ, trong khi việc chia sẻ dữ liệu hay là các tính năng khác như là web server, file server, streaming hay là studio online v.v. vẫn vận hành hiệu quả như là bình thường. Ổ N300 14TB sẽ có thời gian bảo hành là 3 năm, trong khi ổ X300 16TB sẽ có thời hạn bảo hành là 2 năm và các dòng NAS Synology sẽ có thời gian bảo hành là 3 năm. Các sản phẩm ổ cứng của Toshiba cũng như là các sản phẩm của Synology đều do công ty Eternal Asia Việt Nam phân phối.
Các bạn cảm thấy những sản phẩm này như thế nào? Đây là một giải pháp giúp cho chúng ta có thể tối ưu được việc lưu trữ cũng như là giải quyết được những vấn đề về lưu trữ với dung lượng lớn cho chúng ta. Và nếu như các bạn quan tâm tới sản phẩm ổ cứng của Toshiba thì các bạn có thể tham khảo tại đường link mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.